Xin chào tất cả quý vị các bạn, tôi là Mạnh Ô Tô. Và cái khoảng thời gian trước ấy, thì tôi làm rất là nhiều clip về các dòng xe khác nhau. Và nhân tiện đây hôm nay tôi cũng xin chia sẻ tiếp một cái clip nữa về cái dòng xe Ford Ranger. Và nhắc lại với các bạn rằng là tôi vẫn là người không giỏi đứng trước ống kính. Và có điều gì mà các bạn cảm thấy rằng là nó hay thì hãy giữ nó lại, và không hay thì bỏ nó đi. Một điều nữa đó là nếu các bạn thấy cần góp ý tôi một điều gì thì các bạn cứ comment bên dưới. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái bí quyết về mua cái dòng Ford Ranger. Để mua cái dòng xe Ford Ranger này thì chúng ta có nhiều người thì vì lý do điều kiện công việc và người ta mua xe một cầu. Nhưng theo bí quyết của tôi và rất nhiều những cái người đã chọn xe và để chúng ta dễ bán sau này thì chúng ta nên chọn dòng xe hai cầu. Vì lý do là đã là xe Ford bán tải thì thường đối với chúng ta khi trước khi chúng ta mua thì chúng ta hoàn toàn không cần đấy đến nó là hai cầu. Nhưng khi đến người sau người ta sử dụng thì người ta luôn luôn cần cái hai cầu đó. Vì vậy để bí quyết để chọn dòng xe Ford Ranger mà bán không để mất giá và để tốt nhất thì chúng ta nên chọn dòng xe hai cầu. Và một cái cách nữa đó là để chọn dòng xe Ford Ranger này nó chất lượng và nó tốt thì điều gì chúng ta cần quan tâm và điều gì chúng ta cần phải thực hành và điều gì chúng ta cần phải cái điều gì là cái điều quan trọng nhất đối với dòng xe Ford Ranger này. Thì đây là một xe Ford Ranger đời 2009 và nó là bản mới của máy điện. Đối với 2008 trở về trước thì nó là một cho đến đầu 2000 cuối 2007 giữa 2007 thì nó là một Ford. Và từ sau 2007 trở về trước thì nó lại một form cho đến 2003 thì nó lại là một form khác, và từ 2003 trở về trước nữa cho đến 1999-2000 thì nó lại là một form khác nhau. Và dòng xe Ford Ranger này thì nó cũng có 3 bản khác nhau nhé. Đầu tiên là bản XL và bản XLT và một bản nữa đó là bản Wintrac. Thì cái bản Wintrac đó là bản thường thì nó là bản nhập Thái Lan thì nó mới có cái dòng xe này. Và đây là một con bản XLT. Thì cái phân biệt giữa ba cái bản này thì là để phân biệt ở những điểm nào. Thì thứ nhất đó là cái bản XLT thì nó là bản có thể nó là vẫn là gươm kính điện nhưng nó là form bé, nó là tabli bé và thậm chí nó không có la tăng đúc. Nhưng đối với cái dòng bản XLT thì nó là bản la tăng đúc. Và đối với đời 2007-08 thì chúng ta 2007-08 thì chúng ta phải phân biệt thêm nữa. Đó là phần táp lô bên trong và phần bóng khí. Và thêm nữa thì đó là một phần nữa, đó là phải phần chúng ta cả phần ABS. Những cái phần đời trước 2007 ấy, trở về trước cho đến 2003 thì nó có một phần khác, đó là nó không phân biệt bóng khí nhưng nó phân biệt về la tăng đúc, phân biệt về cản trước cản sau là bằng inox. Cho nên là khi chúng ta xem ấy, thì chúng ta phải cũng dòng này cũng có những cái dòng người ta nâng. Cho nên là chúng ta phải phân biệt được đó là cái cùng cái đời đấy thì cái nó khác nhau ở những điểm gì. Khác nhau thêm một số chi tiết nữa. Nhưng mà từ 2008 cuối 2008, 2009 thì nó lên thì nó lại là một bản mới và hoàn toàn nó là máy điện. Thì đối với tất cả các dòng xe thì thường thì theo quy trình của các nhà sản xuất thì luôn luôn làm lỗi sản phẩm của mình. Thì cứ sau khoảng 3 năm thì đó thì họ luôn luôn cải tiến cái phần sản phẩm của mình, cải tiến cái phần form xe, cải tiến cái phần nội thất, cải tiến thêm một số những cái phần chi tiết khác nữa. Thì hôm nay đây là một con 2009 thì tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là đây là một xe bản đủ XLT thì nó sẽ như thế nào. Thì đây là một con xe bản đủ XLT đời 2009 và nó là xe hai cầu. Thì tôi chỉ cho các bạn thấy là đầu tiên này nó sẽ là la tăng đúc. Phần thứ hai nữa khác nữa đó là phần bên trong đó là ABS, là hai bóng khí và phần táp lô gương kính điện, gương kính toàn bộ chỉnh bằng điện hết. Và đặc biệt nữa đó là nó là bản nữa là nó là hai cầu. Thì dòng này nó song song với dòng hai cầu thì nó luôn luôn có dòng một cầu đi kèm, và dòng số sàn và một dòng số tự động. Thì đây là cái dòng số sàn hai cầu. Thì cách bạn chọn xe thì đầu tiên là các bạn cũng phải chọn như những cái clip tôi chọn trước, đó là các bạn phải chọn tổng thành xe. Bên cạnh đó là các bạn phải chọn về máy, các bạn phải chọn về gầm. Nhưng có một điều đặc biệt nữa đối với dòng xe này là chúng ta phải kiểm tra
kỹ về phần hai cầu. Thì để kiểm tra kỹ phần hai cầu thì các bạn có một kỹ năng, đó là các bạn phải liên luôn xem là phần hai cầu nó còn không. Và nữa đó là cài cầu. Nhưng mà cài cầu trên xe thì hoàn toàn chúng ta cũng không thể kiểm tra được. Vì lý do có một cách đơn giản nữa, đó là cái phần điện người ta có thể đấu được, cho nên chúng ta bắt buộc chúng ta phải chui xuống gầm. Và nếu có cầu nữa thì là tốt hơn. Thì nếu ta chui xuống gầm xe, chúng ta nhìn xem là ở hai hệ thống xăng, cài cầu trước, toàn bộ hệ thống lắp lắp chuyển động từ phần trung gian, tức là phần cầu giữa để chuyển động sang cầu sau, và lai sang cầu trước thì nó còn không, lắp còn không, hai bên lắp trước có còn không. Thì đối với như này chúng ta sẽ cần một kỹ năng nữa, đó là chúng ta phải chui vào chúng ta vặn lắp để xem là chuyển động từ hai lắp xuống cầu trước, xuống hộp trung gian giữa và chuyển động sang cầu sau có còn không. Thì đó là một cái kỹ năng chúng ta phải chọn, là làm sao đó để chúng ta mua xe hai cầu nhưng mà đừng để bị cắt mất cầu. Rồi có rất nhiều lần tôi đã đi mua xe và cũng có nhiều người bạn và nhiều người anh và thậm chí nhiều khách hàng của tôi khi đi mua xe rõ ràng là xe hai cầu, nhưng mà khi về thì lại không còn hai cầu nữa. Cho nên các bạn liên tục phải kiểm tra. Thì đây là tôi sẽ chỉ cho các bạn biết là tạm thời ở trên xe đó, tôi sẽ chỉ ở trên xe trước. Còn ở phần dưới tôi nghĩ rằng là nó sẽ hơi khó nhìn, nhưng mà tôi sẽ làm thế nào đó để hết sức để chỉ cho các bạn biết là đâu nó là còn cầu hay không còn cầu. Và đây tôi mua con xe hoàn toàn còn hai cầu trước. Đây là bóng khí và hệ thống bóng khí, và đây là hệ thống cầu. Thì đây là một con xe hai cầu. Thì trước khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn phải kiểm tra, chúng ta phải đi thử và phải cài cầu thử. Thì nó có một cái điều rất là đơn giản đối với dòng xe này. Thì khi chúng ta cài cầu này, khi chúng ta ra cầu thì đây nó sẽ có là một đi một cầu và có một phần hai cầu. Thì một phần hai cầu thì số chúng ta cắm ngược lên, một phần hai cầu chúng ta số chúng ta cắm ngược lên. Phần nữa thì đây là bản hai cầu, thì khi chúng ta muốn mà để đi thử hai cầu thì chúng ta cắm nó lên, và ở trên đồng hồ báo tốc lô nó sẽ lên thêm một phần báo chuẩn của hai cầu. Tôi sẽ chỉ cho các bạn. Đây là một phần chỉ của hai cầu. Hạ vô lăng xuống. Đây là một phần chỉ của hai cầu. Đây. Đấy thì khi tôi ra cái ra cầu thì nó sẽ ngắt cái bóng này. Các bạn nhìn ạ. Đấy. Thì nó sẽ ngắt cái bóng này, cho nên chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải kiểm tra cầu, chúng ta phải cài thử xem. Khi cài thì nó sẽ lên một hệ thống giống như là một cái con ô tô, biểu tượng giống một con ô tô. Và khi tôi ra cầu thì nó sẽ mất cái bóng đi. Việc đó là việc kiểm tra trên xe. Và chúng ta phải kiểm tra luôn là hệ thống bóng khí ở trên xe. Việc nữa đó là chúng ta phải kiểm tra ở phần dưới. Chúng ta kiểm tra phần dưới thì tôi đi tích thân, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy rằng là cái dòng xe một cầu và dòng hai cầu tôi sẽ zoom cho các bạn cái số hộp số trung gian của cái dòng xe này. Thì các bạn nhìn thấy đấy, nó được bảo vệ bởi một lớp chắn để cho chống cái cầu này nó đỡ bị hỏng. Như các bạn nhìn thấy đấy, nó có một hệ thống lắp trước, một hệ thống cầu trước này. Đây nó đây là cái hộp trung gian để chuyển động gắn với cắt đăng của cầu trước và chạy dài. Cắt đăng này nó sẽ chạy dài lên để gắn với hệ thống lắp trước. Các bạn đã nhìn thấy ạ. Đây là hệ thống. Nó gắn này. Cắt đăng cái máy này nó hơi cao một chút cho nên là tôi không chổng lên được. Đây, cắt đăng nó gắn với hộp cầu trước. Thì các bạn phải luôn luôn nhìn thấy cái cắt đăng, dọc cái cắt đăng này nó còn không. Một trong những cắt đăng là nếu có những con xe, nếu các bạn không kiểm tra kỹ thì nó sẽ hoàn toàn là bị những người khác người ta tháo mất rồi.
và tôi sẽ chỉ luôn cho các bạn thấy luôn nữa, đó là hệ thống lắp của nó luôn. Thì chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống đằng trước này. Chúng ta kiểm tra hệ thống đằng trước này. Đây, toàn bộ hệ thống lắp trước của con xe này nó vẫn còn nguyên. Thì chúng ta phải kiểm tra nó. Đây là hệ thống lắp trước này. Nó có một cái hệ thống bi vi sai, tức là nó gắn với hệ thống cầu trước. Thì nó có cái bọc cao su để nó chắn bụi cho cái hệ thống vi sai này. Thì đây là cái hệ thống lắp trước này. Các bạn phải kia đều phải kiểm tra ở hai bên. Hai bên, cả bên phụ lẫn bên lái nó đều phải còn cái này. Đấy. Và khi chúng ta kiểm tra, chúng ta đi thử và nếu như mà các bạn hãy dùng tay, các bạn lay thử cái hệ thống này mà nó còn chuyển động, nó có vi sai nhưng mà nó còn chắc và nó kích được một bánh lên đấy. Nếu để mà có điều kiện thì các bạn phải kích một bánh lên và các bạn quay thử bánh thì thấy nó dẫn động ra hệ thống lắp thì đó là hệ thống cầu còn. Nhưng mà nếu mà nó không còn, nó không quay ra thì có thể là có nhiều con xe nó sẽ bị tháo mất cầu rồi. Thì đó là một cái cách mà kiểm tra. Để kiểm tra để mua cái dòng xe này thì chúng ta phải cần những kỹ năng như vậy. Đấy là những yếu tố kiểm tra đơn giản nhất mà không phải nhờ thợ hoặc là không phải nhờ đến hãng. Vâng, đó là những cái cách đơn giản nhất để chúng ta lựa chọn một con Ford Ranger 2 cầu. Và tôi có để số điện thoại bên dưới. Các bạn có hỏi gì thêm thì cũng có thể alo cho tôi. Việc hai nữa đó là nếu như các bạn muốn rằng là những cái điều gì đó mà được xem nhiều những clip tiếp theo mà có thể hay hơn thì, hoặc là có những clip mà tôi không làm nhưng chất lượng, thì các bạn có thể để mail bên dưới, các bạn đăng ký vào mail để lại đường mail bên dưới và tôi sẽ gửi vào mail cho các bạn những clip mà có thể là tôi không làm mà nhưng mà nó chất lượng, tôi sẽ gửi cho các bạn để cho các bạn được xem những cái clip mà nó bí mật hơn của tôi nữa. Thì các bạn cứ đăng ký vào cái mail ở bên dưới và nếu bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo. Và nếu mà thấy hay nữa thì cũng có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhớ comment những bên dưới. Và đặc biệt là các bạn nếu có một cái điều gì đó các bạn cần góp ý thì các bạn cứ góp ý cho tôi và tôi rất cảm ơn về những cái điều đó. Và cảm ơn các bạn và chúc các bạn một cái ngày đầu tuần thật vui vẻ, hạnh phúc. Và chào các bạn.